Rodrigo Silva mới thừa kế vị trí của Ronaldo tại Real Madrid. Rodrigo đang tạo nên cơn sốt ở Real Madrid và mới chiếm thêm được tình cảm với người hâm mộ của họ với tuyên bố rằng muốn ở lại đây lâu dài. Tiền đạo tài năng người Brazil đã tạo ra ảnh hưởng khá lớn tại Los Blancos và hy vọng sẽ gắn bó nhiều năm cùng họ. Không phụ lòng người thầy người Pháp, Rodrigo đã ghi 5 bàn sau khi 6 lần ra trận gần nhất. Tiềm năng lớn đã được chàng trai tuổi teen thể hiện và anh mới được gọi tên lên đội tuyển Brazil. Cùng Mr. Yellow xem clip Rodrigo Silva mới thừa kế vị trí của Ronaldo tại Real Madrid. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và support kênh của chúng mình nhé. Bất kể bạn có phải là fan của Ronaldo hay không thì cũng phải thừa nhận việc CR7 dứt áo ra đi đã khiến để lại một chỗ trống rất lớn tại Bernabeu. Mặc cho gã trọc phú Beret đã tìm cách chiêu mộ những cầu thủ thế hệ Galacticos 3.0 để khóa lấp lỗ hổng, nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ. Liệu ai đang là ngôi sao sáng nhất tại Real Madrid? Eden Hazard? Không, đừng nhắc đến ngôi sao người Mỹ. Rodrigo Goes mới đang là gương mặt gây chú ý nhất đội hình Real Madrid mùa giải 2019-2020 với những bước tiến thần kỳ. Ở tuổi 18, Rodrigo đang tiến những bước phi thường để chinh phục Zinedine Zidane và các Madridista. Hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại những màn trình diễn ấn tượng của Rodrigo, siêu sao mới kế thừa vị trí Ronaldo ở Real Madrid. 4 phút, đó là tất cả những gì mà Rodrigo cần để trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất ghi bàn tại Champions League với 18 tuổi và 301 ngày. 7 phút là khoảng thời gian để Rodrigo trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi cú đúp tại giải đấu này. Và đến phút bù giờ cuối cùng, anh là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi được hat-trick tại Champions League với 18 tuổi và 301 ngày, sau Raul 18 tuổi và 113 ngày. Thậm chí nếu được Sergio Ramos nhường sút phạt đền và ghi bàn ở phút 14, Rodrigo sẽ trở thành cầu thủ ghi hat-trick nhanh nhất lịch sử giải đấu. Ở bàn thắng đầu tiên, Rodrigo xử lý bóng điều nghệ trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái để mở tỷ số trận đấu. Ở bàn thắng thứ hai, anh chọn điểm rơi chuẩn xác để thực hiện pha đánh đầu đưa bóng đi vào góc xa khung thành. Tới phút bù giờ cuối trận, Rodrigo hoàn tất cú hat-trick bằng chân phải để ấn định chiến thắng 6-0 cho Real Madrid. Những con số thống kê thực sự đáng kinh ngạc, nhưng điều ấn tượng hơn là Rodrigo đã mất rất nhiều thời gian để trở thành điểm sáng của Real Madrid. Cuối cùng, anh là tài năng trẻ khiến tất cả phải chú ý. Trong trận đấu ra mắt, anh mất đúng 93 giây sau khi được vào sân để ghi siêu phẩm giúp Real Madrid thắng 2-0 trước Osasuna ở vòng 6 La Liga mùa giải 2019-2020. Huấn luyện viên Zinedine Zidane đã phải thừa nhận rằng: "Tôi thích bàn thắng đó, nhưng tôi thích cách xử lý bóng của cậu ấy hơn. Nó phải gọi là hoàn hảo một cách thần thánh." Theo thống kê của Opta, Rodrigo chỉ kém huyền thoại người ngoài hành tinh Ronaldo 31 giây ở kỷ lục bàn thắng đầu tay nhanh nhất lịch sử Real Madrid ở La Liga. Ronaldo trước đó đã lập công cho Real chỉ sau 62 giây ở trận cầu năm 2002. Trong trận cầu ra mắt của bom tấn Eden Hazard, thế nhưng người tỏa sáng lại là một cái tên khác. Trong tình huống này, Joshua Kimmich đặt thủ môn Sven Ulreich vào thế khó với một đường chuyền về bằng gót đầy bất cẩn. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Rodrigo đã thực hiện cú sút thẳng đưa bóng vào góc chữ A khung thành Bayern. Tuy nhiên, bàn thắng tuyệt đẹp này không thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại 1-3 trước Hùng Xám ở lượt trận ra quân International Champions Cup 2019. Rodrigo có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 16 tuổi khi ra mắt Santos hồi tháng 11 năm 2017. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, Real Madrid đã quyết định chiêu mộ anh khi đồng ý trả 45 triệu euro cho Santos. Dù vậy, anh vẫn ở lại Santos thêm một mùa giải trước khi chính thức gia nhập Real Madrid vào hè 2019. Và như thế, giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Nửa năm kể từ sau màn ra mắt, Rodrigo thực tế đã mang đến cho các Madridista không ít niềm vui. Sau 12 lần được huấn luyện viên Zidane sử dụng với tổng cộng 712 phút, chưa tính trận Double El Clasico với Barca, Rodrigo trực tiếp ghi 6 bàn. Bên cạnh đó, anh còn một pha kiến tạo. Như vậy, cứ 101,7 phút thì Rodrigo lại tham gia vào một bàn thắng. Hiệu suất này vượt xa so với Eden Hazard, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Hazard đá 13 trận, tổng cộng 982 phút, ghi một bàn và có một pha kiến tạo.
thời gian còn lại của ngôi sao người Bỉ là chấn thương. Rodrigo đã được so sánh với Neymar vì cùng thi đấu ở vị trí tiền đạo và xuất thân từ Santos. Thậm chí anh còn được gọi với biệt danh mới là Neymar của Madrid. Tuy nhiên, Rodrigo đã đáp lại một cách bình tĩnh rằng chỉ có một Neymar và sẽ không có phiên bản nào khác. Còn tôi chỉ muốn trở thành Rodrigo của Real Madrid mà thôi. Rodrigo đã có được điều mình mong muốn. Anh có thể làm nên lịch sử và đánh dấu tên tuổi của mình ở Real Madrid vào một ngày không xa. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!